Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thoa Ngọc Anime. Anh em thấy đó, những anh chàng mạnh mẽ với khả năng phi thường trong thế giới anime thông thường sẽ có thêm luôn một năng lực, đó chính là thu hút các cô gái xinh đẹp đến gần bên mình, phải không nào? Nếu bạn đang tìm kiếm những bộ anime như vậy thì hãy cùng với Thoa Ngọc Anime đến ngay với Top 10 Anime Harem có main vô cùng mạnh mẽ mà bạn chưa từng xem qua. Và sau khi xem xong Top Anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. 10. Vol X Love, thể loại harem hài hước siêu nhân lãng mạn ecchi học đường shonen. Các Valkyrie, những chiến binh huyền thoại đến từ vùng đất của các vị thần. Từ Asgard, họ được Odin cử đến để bảo vệ trái đất trước mối đe dọa ngày càng gia tăng của ma quỷ. Để vượt qua những mối đe dọa này, 9 Valkyrie dưới vỏ bọc của chị em Saotome sẽ phải thăng cấp bằng cách thực hiện nhiều hành động lãng mạn với người yêu chính thức của họ, Inheria. Trong khi đó, Takuma Akusu lo lắng về xã hội biết rằng Odin đã chọn anh ta làm người yêu của những Valkyrie này. Tuy nhiên, vô cùng kinh hãi, anh ta vẫn đồng ý để cho chị em họ ở lại ngôi nhà lớn nhưng trống trải của mình để giúp cho họ trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Với 9 người phụ nữ xinh đẹp ở chung mái nhà của mình, liệu Takuma có xoay sở để vượt qua nỗi sợ hãi của xã hội và trở thành người xứng đáng để giải cứu thế giới? 9. Second No Quasar, thể loại hành động siêu nhiên ecchi dưới sức mạnh seinen. Khi cha của Tomo, Yamanobe, cựu hiệu trưởng của học viện Senki High Love biến mất, ông không để lại gì ngoại trừ một tác phẩm nghệ thuật được gọi là biểu tượng. Ngay sau khi ảnh mất tích, tin đồn về một kẻ giết người hàng loạt tấn công các nữ sinh của học viện bắt đầu lan rộng. Khi Tomo và chị gái Mafuyu Oribe trở về nhà sau khi bị giày vò ở trường, Tomo gặp một cậu bé tóc bạc bị thương, người đột ngột biến mất trong khi được chăm sóc. Mafuyu đi tìm anh ta, chỉ để phát hiện ra rằng nhà thờ giữ biểu tượng đang cháy. Khi cô cố gắng cứu bức tranh, kẻ giết người hàng loạt được đồn đại bất ngờ tấn công cô ấy với khả năng bí ẩn là điều khiển hóa chất. Xuất hiện từ hư không, cậu bé tóc bạch kim, người có thể điều khiển sắt, đã giải cứu Mafuyu. Mafuyu phát hiện ra rằng cậu bé có tên là Alexander Nikolaevic Sasha Hell, là một Quasar, một người có khả năng điều khiển một nguyên tố thông qua sức mạnh của Soma. Bối rối với thử thách, Mafuyu cố gắng vượt qua nó với một chút may mắn khi Sasha chuyển đến lớp của cô ấy vào ngày hôm nay. Cuộc sống học đường bình thường của Tomo và Mafuyu sẽ ra sao với sự nguy hiểm của những Quasar khác đang cận kề bên họ? 8. Demon Spirit Seed Manual, thể loại hành động hài hước drama fantasy đời thường ecchi. Trên đường đến một hội nghị, Yuan Ding, một otaku, thấy mình bị đưa đến một thế giới khác, một thế giới giả tưởng với pháp thuật và ma quỷ. Sau khi thi trượt tại học viện Suo Yue, anh ta quyết định trở thành người làm vườn, nơi anh tìm hiểu về hạt giống thần tiên. Cuộc sống của Yuan Ding ở một thế giới khác bắt đầu nhằm mục đích thu thập các tiên nữ được cho là tồn tại trong truyền thuyết để thay đổi vận mệnh của mình và trở thành nhân vật chính của thế giới mới này. 7. Majide Watashi Nikoi Shinasai, thể loại hài hước lãng mạn ecchi harem võ thuật học đường siêu sức mạnh. Thành phố Kawakami nổi tiếng là nơi có nhiều tổ tiên samurai trong số các công dân của nó, và nhìn chung được bao quanh bởi một bầu không khí của tinh thần chiến đấu, lòng trung thành và sự cống hiến cho công việc. Trong Majide Watashi Nikoi Shinasai, các học sinh của học viện Kawakami sử dụng kiến thức này hàng ngày, cho dù họ đang ôn thi, thi đấu trong các cuộc thi thể thao hay đảm bảo rằng họ đang thực hiện rất tốt truyền thống của mình. Yamato Naoe là một trong những học sinh như vậy, và 6 người bạn thân nhất của anh ấy, 3 nam và 3 nữ, tạo thành một đội hoàn hảo cho tình bạn, sự cạnh tranh và động lực. Tuy nhiên, ngay cả các samurai cũng có điểm yếu.
Mặc dù sự cân bằng và tình bạn lâu dài của nhóm đã không bị xáo trộn trong một thời gian dài, nhưng khi hai cô gái mới vào nhóm, mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị hơn rất nhiều. Họ không chỉ phải duy trì những gì mà họ nghĩ là truyền thống của Samurai, mà giờ đây họ còn phải làm những điều đó với rất nhiều sự phân tâm. Kyokyoku Shinka Shita Full Dive RPG, thể loại hành động hài hước fantasy game. 10 năm trước, đỉnh cao của ngành công nghiệp phát triển VRMMO đã cho ra mắt một trò chơi có tựa đề Kiwame Quiz, tự hào với tổng số 10 tỷ nhánh của các kịch bản câu chuyện có thể có. Trò chơi này theo đuổi chủ nghĩa hiện thực tối thượng, từ các NPC giống con người đến mức sao chép hoàn hảo của tất cả các giác quan và khả năng thể chất, nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng trò chơi quá thực tế và sự phổ biến của VRMMO dần dần bắt đầu giảm xuống. Hiện tại, sau một tai nạn vài năm trước, cậu học sinh trung học Hiroshi Yuki giờ đây đã đắm mình vào trong các game nhập vai Full Dive RPG như một hình thức thoát ly. Sau khi không có được phiên bản mới nhất của trò chơi yêu thích của mình, Hiroshi tình cờ đến một cửa hàng trò chơi và gặp cô nhân viên xinh đẹp Reona Kisadagi, người thuyết phục anh ta mua một bản sao Kisame Quiz để họ có thể chơi cùng nhau. Lần đầu tiên Hiroshi chơi trò chơi, anh ấy đã ngạc nhiên trước chủ nghĩa hiện thực mà nó mang lại. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của anh ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi anh ấy bắt đầu một loạt những điều bất hạnh, nhanh chóng nhận ra rằng trò chơi thậm chí còn tồi tệ hơn cuộc sống vốn đã căng thẳng của mình. Tuy nhiên, Hiroshi vẫn đăng nhập trở lại mặc dù anh ta ngày càng khinh thường trò chơi. Hiroshi chỉ có một mục đích: phá đảo trò chơi này. Musaigen no Phantom World, thể loại hành động hài hước fantasy đời thường siêu nhiên. Phantom, các thực thể siêu nhiên như ma hoặc yêu quái, cho đến gần đây vẫn được cho là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, khi một loại virus lây nhiễm vào não lan truyền khắp xã hội, nhận thức của con người về thế giới sẽ thay đổi khi những sinh vật thần thoại được tiết lộ là đã sống bên cạnh con người suốt thời gian qua. Virus này đã ảnh hưởng đáng kể đến những người thuộc thế hệ tiếp theo, cho phép họ phát triển những khả năng đặc biệt mà họ có thể sử dụng để chiến đấu chống lại những bóng ma nguy hiểm. Haruhiko Ichizo và Mai Kawakami là hai trong số những người được ban cho sức mạnh. Haruhiko có khả năng triệu hồi và phong ấn bóng ma thông qua hình vẽ, trong khi Mai thấm nhuần những sức mạnh của các yếu tố và võ thuật. Cùng nhau với bóng ma thân thiện Ruru, họ thành lập đội E của Học viện Hosea, nơi dành riêng để đối phó với những sinh vật thường nghịch ngợm này. Trong một thế giới nơi thực và siêu thực đan xen, Musaigen no Phantom World theo chân của phiên lưu của một nhóm bạn khi mà họ xử lý những rắc rối hàng ngày do ma giới gây ra. Rokuzoman no Shinria Kusha, thể loại hài hước siêu nhiên harem học đường. Sau khi cha của Kotaro Satomi đột nhiên chuyển công tác, cậu học sinh năm thứ nhất trung học phải đối mặt với việc tìm một nơi ở giá rẻ. Đương nhiên là anh ta chớp lấy cơ hội chuyển đến phòng 106 của khu nhà Corona với chỉ 5.000 yên một tháng. Nhưng trong khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp lúc đầu, Kotaro nhanh chóng nhận được nhiều hơn những gì mà anh ta nghĩ sau khi tình cờ phát hiện ra một hang động bí ẩn trong khi làm công việc bán thời gian của mình. Đêm hôm sau, Kotaro được nhiều nhân vật có vẻ như thần thoại đến thăm. Tất cả đều đòi quyền sở hữu căn hộ của cậu học sinh nghèo này. Trong số những kẻ xâm lược có Sanae Higashihongan, một hồn ma được cho là đang ám ảnh căn phòng. Cô gái phép thuật Yurika, công chúa ngoài hành tinh Thea Millis Griffortoth và Kiriha Kurano, hậu duệ trực tiếp của người trái đất. Nhưng quan trọng hơn, mỗi người trong bốn cô gái này đều cần căn hộ của Kotaro vì những lý do riêng và sẽ không lùi bước nếu không đánh nhau. Rokuzoma no Shinria Kusha là một trận chiến hài hước trong một căn hộ trải 6 tấm chiếu tatami liên quan đến những sinh vật siêu nhân, những cô gái trung học lãng mạn và một bà chủ dễ mến.
3. Inner Battle, thể loại hài hước lãng mạn đời thường siêu nhân harem học đường. Trong một cuộc họp của câu lạc bộ văn học, 4 thành viên của câu lạc bộ cùng với 6 gái của cố vấn khoa đột nhiên thấy mình có sức mạnh siêu nhân. Bây giờ có khả năng tạo ra ngọn lửa đen, thanh niên Chunibyo Zurai Ando là người vui vẻ nhất về khả năng mới của họ. Thật không may, khả năng của riêng anh ấy chỉ để biểu diễn và không hề có tác dụng gì. Hơn nữa, những người xung quanh hoàn toàn vượt trội hơn so với anh ấy. Thành viên câu lạc bộ Tomoyo Kanzaki thao túng thời gian, người bạn thời thơ ấu của Zurai, Hatoko Kushikawa nắm quyền kiểm soát ngũ hành. Chủ tịch câu lạc bộ Sayumi Takanashi có thể sửa chữa cả đồ vật vô tri và sinh vật sống. Và cháu gái cố vấn của họ, Chifuyu Himeru Himeki có thể tạo ra các vật thể. Tuy nhiên, sau khi bí ẩn về lý do tại sao họ nhận được sức mạnh này vẫn chưa rõ ràng ra đi thay đổi đối với câu lạc bộ văn học, cuộc sống hàng ngày của năm học sinh siêu năng lực này vẫn tiếp diễn, mặc dù bây giờ nhuốm màu siêu nhiên. Hai, Full Ishin Dai Shogun, thể loại hành động lịch sử mecha. Vào cuối thời Edo, Nhật Bản đã trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có bởi Kurofune, tàu đen, những con tàu đến từ nước ngoài. Nhưng một người máy khổng lồ có tên là Onigami đã tồn tại từ thời cổ đại, đã đánh tan các con tàu Kurofune và việc loại trừ người nước ngoài đã hoàn thành. Câu chuyện bắt đầu ở Nhật Bản, nơi mà cuộc trùng tu Minh Trị vào năm 1868 đã không xảy ra, với một khẩu hiệu: tôi có thể là người đàn ông vĩ đại nhất trên thế giới bởi vì tôi là một trái tân. Một, Sugumomo, thể loại hành động hài hước siêu nhân Echi học đường Senen. Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, Sukumogami là một vật thể đã có được linh hồn, trở nên sống động và tự nhận thức được bản thân. Có hai loại Sukumogami, Sugumomo trưởng thành đã phát triển qua nhiều năm dài để hòa hợp với chủ nhân của chúng, và Amasugi dị thường, những linh hồn non nớt chỉ được sinh ra để ban cho những điều ước hủy diệt của một số người nhất định. Kazuya Kagami chưa bao giờ ra đi mà không có obi của mẹ mình sau khi bà ấy qua đời. Dù là ở nhà hay đi học, cậu ấy vẫn luôn giữ nó bên mình. Một ngày nọ, cậu ta suýt mất mạng khi bị một con quái vật tóc giả tấn công. Khi tất cả dường như kết thúc, Zaobi đã bảo vệ anh ấy, trong khi biến thành một cô gái xinh đẹp. Cô ấy tự giới thiệu mình là Kiriha, một Sugumomo thuộc sở hữu của mẹ Kazuya. Với sự xuất hiện của Kiriha, Kazuya bước vào một thế giới mà anh ta chưa bao giờ từng được thấy. Một thế giới với các vị thần và Sukumogami. Trên đây là top 10 anime harem có main vô cùng mạnh mẽ mà bạn chưa từng xem qua mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngập Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các anime tương tự nhé. Thêm về đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thỏ Ngập Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!